Cô xin chào các bạn và cô chú đến với kênh Anh Hùng Anh Hero, Hero 007 Vlog. Hôm nay hai cha con mình tổ chức hôm nay hai cha con mình tổ chức bày món bò xào tỏi. Các bạn nhớ đón xem và xem hai cha con mình làm nhé. Rồi. Hero, bật ướp ga lên nè. Chạy đây đó. Giờ thấy không? Nè, bỏ cái bình dao cầm dao lên. Bỏ vô. Rồi, xét vô. Giờ lấy đũa, bỏ tỏi vô. Bỏ chén tỏi vô. Lấy đũa rồi, đổ chén tỏi vô. À, bưa chén tỏi vô, không sao đâu, bưa vô đây. Đổ vô. Cô bé khen làm nè. Đổ vô. À, đổ vô dầu đó. À, đổ hết vô luôn. Rồi, đưa hết. Thấy không, bé Khang giỏi không? Nha. Giờ Phúc Khang quậy đi con. Quậy bò đi. Rồi cầm quậy đi. Một tay cầm cán, một tay cầm cán con. Một tay cầm cán quậy, rồi quậy cho chín đi. Rồi xào qua xào lại. Giỏi. Đó. Đó, mình làm cha mình phải dạy con từ nhỏ để sau này nó bé lớn bé biết nấu ăn. Đó, phải tập tình đó, cho nó quen. Rồi. Muốn ăn phải lăn vào bếp nghe con. Đúng rồi. Đó. Rồi. Giờ chín rồi con. Chín rồi. Giờ chia tay khán giả con có gì nói với khán giả đi. Video ngày hôm nay con với ba con đã Con với ba cũng rồi. Bò xào tỏi. Và mong các bác và cô chú, anh chị bạn bè nhớ like và chia sẻ. Để con có động lực và nhiều video. Tiếp nhé. Bây giờ thì nếu các cô chú thấy hay và các bạn thấy hay thì nhớ nhấn like, share, đăng ký kênh và bấm như chuông thông báo. Nếu các cô bác và những